Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện, quyển Hạ, phẩm thứ mười. So sánh nhân viên công đức của sự bố thí lúc đó ngài địa tạng bồ tát ma ha tát nương oai thần của đức phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gói chắp tay bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng có người hưởng phước trong một đời có người hưởng phước trong mười đời hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong trăm đời nghìn đời những sự ấy tại làm thế sao? Cúi đầu xin đức tôn dạy cho. Bây giờ đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe. Ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng Chính con nghi ngờ về việc ấy Con xin đưa muốn nghe Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng Trong cõi Nam Diêm Phụ Đề Có các vị quốc vương Hàng thể phụ quan chức lớn Hàng đại trưởng giả Hàng đại sắc đế lợi Hàng đại bà la môn Vân vân nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, những đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc gây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó, vân vân muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó vân vân đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho một trăm hằng hà xa chư phật vậy tại làm sao chính bởi vì quốc vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với những kẻ rất mực nghèo cùng và với những lời tàn thực người tàn thật kia cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo huống là những thứ để họ dùng như y phục đồ ăn uống vân vân lại về nữa ngày địa tạng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tháp, thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng của Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chư Phật, đích thân tự sửa sang, cúng dường bố thí. Vị quốc vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành đó bố thí mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong Pháp giới thời vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên. Lại thế này nữa, này địa tạng Bồ Tát, trong đời sau, nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà La Môn, vân vân, gặp chùa tháp của Đức Phật thợ trước hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã liền có thể phát tâm thu bổ lại vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân sửa sang hoặc khuyến hóa người khác cho đến huy khuyến hóa trăm nghìn người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyển luân còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua của nước nhỏ Nếu lại ở trước chùa tháp Có thể phát tâm Đem công đức cúng dường bố thí đó Mà hồi hướng về đạo vô thượng Chánh giác Được như vậy Thời vị quốc quân đó cho đến tất cả mọi người Đều sẽ thành Phật cả Bởi quả báo ấy Trọng lớn vô lượng vô biệt Lại vậy nữa Này địa tạng Bồ Tát Trong đời sau như có vị vất quân hay hàng hòa đa môn gặp những người già yếu tật bệnh và kẻ phụ nữ sanh đẻ nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn đem thuốc men cơm nước giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được trong một trăm kiếp thường làm vua trời tịnh cư trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu trừ từng trời cõi dục không bao giờ còn đọa và ác đạo cho đến trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến một tiếng khổ rốt ráo sẽ thành phật đạo lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau như có vị vất vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng cho đạo Bồ Đề. Thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Huống gì là những quả trời phạm vương, trời đế thích, vua chuyển luân. Này địa tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại vậy nữa, này địa tạng Bồ Tát, trong đời sau như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong phật pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành chừng bằng cái sợi lông sợi tóc hột cát mẩy bụi phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng phật hình tượng bồ tát hình tượng bích chư phật hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường thời đặng vô lượng phước lành thường sanh ở cõi trời cõi trời hưởng thụ sự vui thắng kỳ diệu như có thể đem công đức hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ nào có thể cho được. Lại vậy nữa, này địa tạng bồ tát, trong đời sau, như kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần, trân trọng cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại về nữa, này địa tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa. Nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lợi, vậy ngợi khen, tay cung kính. Nếu gặp kinh pháp cũ hoặc hư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm lành, hoặc khuyến khích người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây, trong 30 đời, thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn việc tránh đó thường làm vua chuyển lưng, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ lại về nữa này địa tạng Bồ Tát. Trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi cõi phước lành đã gieo trồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc là sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hộp khác, một giọt nước. Những sự lành như thế không luận ít nhiều. Chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thương kỳ diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi. Như thế, thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo một muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát những nhân viên công đức về sự bố thí như thế đó. Phẩm thứ 11 Địa thần hộ Pháp Lúc đó, vị kiên lao địa thần bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay, còn từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bạc độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong chim phù đề. Như Ngài Văn Thù Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn còn xem xét chúng sanh ở hiện tại, nay và về vị lai sao? Nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá, tre gỗ mà dựng cất cái khám, cái thức. Trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt, đúc đắng hình tượng địa tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm lễ khen ngợi thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích những gì là 10 điều một là đất cát tốt màu hai là nhà cửa an ổn mãi mãi ba là người đã chết được sanh lên cõi trời bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích năm là cầu chi cũng toại ý cả. Sáu là không có tai họa về nước và lửa. Bảy là trừ sạch việc hư hao. Tám là dứt hẳn ác mộng. Chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ. Mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại này nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài địa tạng như thế thời được sự lợi ích như vậy vị kiên lao địa thần lại bạch với đức phật rằng bạch đức thế tôn trong đời sau này như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào trong chỗ của mình cư nụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của bức đức địa tạng bồ tát người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của bồ tát thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm cướp nạn lớn nạn nhỏ vân vân Thấy đều thiêu sạch đức phật bảo kiên lao địa thần rằng thần lực trọng lớn của ông các thần khác ít ai bằng vì cớ sao vì đất đai trong cõi diêm phụ đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến cỏ cây cát đá lúa mè tre lao gạo thóc của báu tất cả những thứ tự đất mà có ra đều là nhờ nơi sức thần của ông cả nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường này địa thần trong đời sao dù có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cũng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh địa tạng bồ tát bộ nguyện đã dạy thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai huống nữa là để cho phải chịu chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó cũng có hàng quyến thuộc của phạm vương đế thích quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó tại sao lại đặng các vị thiền thánh ủng hộ như thế? Điều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của địa tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh điển bộ nguyện này. Tự nhiên được rút ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo Niết Bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Phẩm thứ 12 thấy nghe được lợi ích. Một, Đức Phật phóng quang tiên cáo. Lúc đó, từ trên đạ đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây hành tì sáng tướng Mây hành lớn, tì sáng tướng nghìn vòng tròn, tì sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tì sáng vòng tròn bão, tì sáng vòng tròn bão lớn, tì sáng vườn mặt trời, tì sáng vườn mặt trời lớn, tì sáng vườn mặt trăng, tì sáng vườn mặt trăng lớn, tì sáng tướng cung điện, tì sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đảnh môn phóng ra những nguồn tia sáng như thế xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng này tám bộ chúng trời rồng người cùng phi nhân, vân vân, lóng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đau lợi truyền bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người. Những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lui sụp nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, vân vân của ngài Địa Tạng Bồ Tát. hai Quán Thế Âm Bồ Tát cầu thỉnh. lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng. Trong Pháp hội có một vị Đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm. Từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gói chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đầy đủ đức từ bi lớn. Ngài thương xót chúng sanh, mắc tội khổ, ở trong muôn nghìn ức thế giới. Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương. Khác miệng đồng ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các Đức Phật trong thở quá khứ, thở hiện tại và ở vị lai, nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể đối hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tám bộ chúng trời, rồng, vân vân chiêm ngưỡng lễ lại ngài địa tạng bồ tát để đặng phước lành ba đức phật tán thán và hứa khả đức phật bảo ngài quán thế âm bồ tát ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng hoặc nam nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hãy mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông. Thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, quyết chẳng còn thối quyện chuyển, thường được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi dân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Này ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loại chúng sanh và tám bộ chúng, trời, rồng, vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bạc của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lóng nghe cho kỹ. Này ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng Vâng, bạch Đức Thế Tôn. Con xin ưa muốn nghe. 4. Thấy nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong các thế giới về thở hiện tại và ở vị lai sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn năm tướng si hào hiện ra nơi thân hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo. Các vị trời đó, hoặc nam, hoặc nữ, đương lúc tướng si hào, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thời các vị trời đó càng thêm phước lớn trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba đường ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng của Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ như hương hoa, đồ y phục, đồ ăn uống, vật báo, chuỗi ngọc, vân vân mà bố thí cúng dường, thờ người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Năm. Người bệnh được lợi Lại vậy nữa, này quán thế âm. Trong các thế giới về thở hiện tại và vị lai sao, những hàng chúng sanh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoát qua lỗ tai. Thời kẻ mạng chung đó không còn bị đọ vào khốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa vật báu y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báu vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó, nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này, liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo, số mạng đã chết, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng, đáng lẽ phải bị đọa vào chúng ác đạo. Xong vì nhờ công đức này, nên sau khi mạng chung Liền được sanh vào cõi trời Cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu Tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch 6. Tiên vong được phước Lại về nữa Này quán thế âm Bồ Tát Về đời sau Nếu có kẻ nam nữ Người nữ nhân nào hoặc lúc còn bú bớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh chị em. Đến khi người đó khôn lớn, nhớ tưởng đến cha mẹ, cùng hàng thân quyến thuộc, không rõ, đọa lạc vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào. Người đó như có thể tô vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát dẫn đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thói thức tâm ban đầu nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm ngưỡng lễ cúng dường thời quyến thuộc đã sớm khuất của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp. Này nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cúng dường của con cái hay của anh chị em, nên liền đặng giải thoát, được sanh lên cõi trời, hưởng phước quả vui thù thắng vi diệu. Còn như nếu quyến thuộc đã sớm quốc của người đó có phước lành, đã được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng thụ quả vui thù thắng vi diệu rồi. Thờ nhờ công đức này, càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày, chuyên lòng chiêm ngưỡng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm khuất kia đã sanh về hoặc trong giấc mộng địa tạng bồ tát hiện sức thần thông rộng lớn tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của bồ tát một nghìn biến luôn đến một nghìn ngày thời người đó sẽ được bồ tát xài các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời. Hiện đồ ăn, các món mặt, dư liệt, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rút ráo rồi người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. 7 nguyện lớn sớm thành. Lại vậy nữa, này quán thế âm Bồ Tát, về đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn vân vân để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu không bao giờ bị chướng ngại lại về nữa này quán thế âm bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức điều nguyện trăm nghìn muôn ức về sự hiện tại cùng vị lại thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường ngợi khen hình tượng của ngài địa tạng bồ tát được như thế thời nguyện những chi và những chi thảy đều thành tụ cả lại cầu mong địa tạng bồ tát vẫn đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao liền đặng ngài địa tạng bồ tát so đảnh thọ ký tám được trí huệ lại vậy nữa này quán thế âm bồ tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa phát tâm bất tư nghị muốn đọc Bốn tụng kinh điển ấy Dầu gặp Đặng Bực mình Sư truyền dạy Cho những người đó học tập nhưng rồi đọc quên Trải đến cả tháng năm Vẫn không đọc tụng được Những kẻ thiền nam thiện ngữ đó Vì có nghiệp chướng đời trước Chưa trừ sạch Cho nên Ở nơi kinh điển đại thừa Không có công năng đọc tụng Những hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ hoa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nước để trước hình tượng của Bồ Tát một ngày, một đêm. Sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống xây mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng, phải chí thâm, trịnh trọng. Uống nước xong, phải cử ngủ thân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng người thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy địa tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người đó sau khi thức dậy người đó liền đặng thông minh một vài nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ chính tai nạn tiêu trừ lại vậy nữa này quán thế âm bồ tát về trong đời sau như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luộc, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến thời những sự không tội ý trên đó sẽ được tiêu sạch lần lần liền đặng an vui đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc cộng thấy điều an vui mười khỏi hiểm nguy lại về nữa này quán thế âm bồ tát về đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chuyện tư hoặc nhân sự sanh cùng thử hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong núi rừng hay là qua sông vượt biển hoặc gặp nước lục lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát một buôn biến được thế, thời đi qua những nơi nào mà có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi, đều được an ổn vui vẻ, cho đến dầu gặp loài hùm sói, sư tử, vân vân, nhưng tất cả những thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài quán thế âm bồ tát rằng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời giàu tiếng nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực và lưu truyền kinh điển này cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng Ta xem địa tạng sức oai thần Kiếp số hằng xa khó tỏ trần Thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ Trời người lợi ích sự không nặng Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào đường dữ chí tâm quy mạng đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha huynh đệ chị em kẻ ruột rà lớn khôn nghĩ đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình cảm thương chim lễ, biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui, lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh người này đã phát lòng từ bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình nghe tên quy y đứng trọn lành cúng dường cung kính phát lòng thành nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đạn bao nhiêu mong ước sớm viên thành có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi tai ách dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bạc đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng, nó làm mê. Học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục, uống ăn, các ngọa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bài trước tượng. Cách một ngày đêm, bưng lấy uống, xanh lòng ân trọng, cử ngũ thân. Rượu thịt tà dâm cùng lối uống trong hầm mốt ngày chớ xác sanh chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh chim bao thấy rõ tôn dung hiện thức rồi liền đặng trí khôn lành đại thừa kinh giáo nghe qua tai nghìn vạn đời sao nhớ chẳng sai chính nhờ đại sĩ oai thần lớn thầm giúp người kia có huệ tài chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau cửa nhà hỏa hoạn, người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị, không an giấc. Cầu muốn hỏng hư, chẳng được nào. Dốc lòng chim lễ, địa tạng ngài. Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhẫn đến chim bao, điều an cả. Quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển, đến núi rừng. Cầm thú độc quy, chặt đón đường ác thần ác quỷ mưa gió dữ nhiều nỗi gian nan khốn không lường sắp sửa ra đi đối trước tượng cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng núi rừng biển cả có vào trong ác tiêu ác tai tiêu sạch thường an sướng quán âm lóng nghe ta nói rõ địa tạng vô lượng oai thần đó trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi trọng tuyên đại sĩ đầy sức nọ như người nghe đến địa tạng danh thấy hình chim lễ hết lòng thành hương hoa ăn uống dưng y phục trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành nếu hay đem công hồi pháp giới rút ráo thành phật sanh tự khỏi quán âm nên biết gắn tuyên bài truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi Phẩm thứ 13 Dặn dò cứu độ nhân thiên một Đức Phật giao phó Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng Xoa đảnh Ngài Địa Tạng Bồ Tát Mà bảo rằng Địa Tạng Địa Tạng Thần lực của ông không thể nghĩ bàn Đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn biện tài của ông không thể nghĩ bàn dầu cho các đức phật ở trong mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng này địa tạng địa tạng ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đau lợi nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thiết, bất khả thiết. Tất cả các đức vật, các vị Bồ Tát, các hạng trời, rồng, tám bộ chúng đây, một lần nữa đem các hạng chúng sanh. Những kẻ ở trong nhà lửa như ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọ vào ác đạo, dầu là chừng một ngày, một đêm. Huấn chi, lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngủ vô gián, vô cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn, nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi ư. Này địa tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thói thức. Còn như duyên ác, lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó, nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để quá độ, thuận theo căn tánh của chúng đó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này địa tạng, hôm nay ta ân cần đem cúng trời, đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hạn trời, người cùng thiện nam thiện nữ nào trong chút ít căn lành ở trong Phật Pháp. Chừng bàn sợi lông, mảy trần, hột cát, giọt nước. Thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thức. Lại vậy nữa, này địa tạng Bồ Tát, trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọ vào trốn ác đạo. Đến khi bị đọ vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục. Những chúng sanh đó, nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu, một kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng Đời nay đời sau chúng nhiên thơ Đời nay đời sau chúng thiên nhân Nay ta ân cần dặn bảo ông Dùng đại thần thông quyền độ họ đừng cho ác đạo đọa vào trong hai bồ tát tuân chỉ bây giờ ngài địa tạng bồ tát quỳ gối chấp thay bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn cuối xin đức thế tôn chớ lo trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một điểm cung kính, còn cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành, rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Bà Hư không tạng bà hỏi lúc ngài địa tạng bồ tát bạch lời nói trên đó vừa xong trong pháp hội có một vị bồ tát tên là hư không tạng bạch cùng với đức phật rằng bạch đức thế tôn từ khi con đến cung trời đao lợi này nghe đức chư lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài địa tạng bồ tát trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời, rồng, vân vân. Nghe kinh điển này và nghe danh hiệu của địa tạng Bồ Tát cùng chiêm lễ hình tượng địa tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lượt việc ấy cho. 4. 28 điều lợi Đức Phật bảo với Ngài hư không địa tạng Bồ Tát Lóng nghe, lóng nghe cho kỹ Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào Thấy hình tượng của Ngài địa tạng Bồ Tát và nghe kinh này Cho đến độc tụng, dùng hương hoa Đồ ăn món uống y phục, vật báo mà bố thí cúng dường ngợi khen. Chim lễ, thời kẻ ấy, được 28 điều lợi ích như sau đây. 1. Hàng trời rồng thường hộ niệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thượng của thánh. 4. Chứa nhóm nhân vô thượng của thánh mãi không còn thói thức đạo bồ đề. 5. Đồ mặt món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 8. Không có bị hại vì trộm cắp. 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai 12. Đời sau sẽ làm con gái, các hàng vương giả, đại thần 13. Thân tướng xinh đẹp 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những trời đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều tỏa ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều trừ sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều, không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chim bao, an ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết, nếu có tội, thời được khỏi khổ. 24. Nếu về đệ trước, có phước, thời được thọ sanh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh gợi khen. 26. Căng tánh lanh lợi thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 5. Bảy điều lợi. Lại vậy nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng, quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà gợi khen, chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích sau. Một Màu chứng bậc thánh 2. Nghiệp ác tiêu diệt 3. Chư Phật đến ủng hộ 4 không thói thất bồ đề. 5. Bổn lực được tăng trưởng. 6. Việc trời trước, việc đời trước đều hiểu rõ. 7. Rút ráo thành Phật. 6. Đại hội tán tháng. Bây giờ, bất khả thiết tất cả các đức Phật và Đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời trong vân vân ở mười phương đến dự pháp hội đó nghe đức thích ca mâu ni phật ngợi khen tuyên bài sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài địa tạng bồ tát điều khen là việc chưa từng có lúc đó trời đau lợi rưới vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường đức thích ca mâu ni và địa tạng bồ tát xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay và lưu ra. Bổn thể địa tạng, so nhân trong kinh, tàn tật, câm ngọng, do tiền sinh, đời nay tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết sen báo vãng sanh, nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma hà tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma hà tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma hà tát đao lợi thế tôn nói pháp màu địa tạng công hạnh rất sâu rộng Thánh giáo mãi truyền sao chẳng ngớt Khắp lợi trời người khỏi khổ sầu Trời Atula Dạ xoa thảy Đến nghe Pháp đó nên trí tâm ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy Bao nhiêu người nghe đến chốn này Hoặc trên đất liền hoặc hư không thường đối với người đời sanh tự tâm ngày đêm tự mình nương pháp ở nguyện các thế giới thường an ổn phước trí vô biên lợi quần sinh bao nhiêu tội nghiệp thảy điều trừ xa lìa các khổ về viên tịch hằng dùng giới hương hoa vóc sáng thường dình định phục để giúp thân hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc nam mô tội tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát nam mô tội tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát nam mô tội tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quán tự tại Bồ Tát hành tâm, bát nhã ba la mật đa thời, chiếu khiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xá lợi tử, thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nại trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tận nại chí vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tác đọa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô lượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất khư Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú Tức thuyết chú viết Yết đế, yết đế Ba la yết đế Ba la tăng yết đế Bồ đề tác bà ha Yết đế, yết đế Ba la yết đế Ba la tăng yết đế Bồ đề tác bà ha Yết đế, yết đế Ba la yết đế Ba la tăng yết đế Bồ đề Thぁ bà hà vãng sanh quyết định chơn ngôn nam mô a di đà bà dạ đa tha và đa dạ đa địa dạ tha a di rị đô bà thì a di rị đa tất đam bà thì a di rị đa thì ca lan đế a di rị đa thì ca lan đa Dạ di nị, dạ dạ na, chỉ đa ca, lệ tha bà ha. Nam mô a di đà bà dạ. Đa tha dạ đa dạ, đa địa dạ tha. A-di-đi đô bà tì, A-di-đi đa tất đam bà tỳ A-di-đi đa tì ca lan đế, A-di-đi đa tì ca lan đa. Dạ di nị, dạ dạ na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đa bà dạ đa tha dạ đa dạ đa địa dạ tha a di đô bà tỳ a di đa tức đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đế a di rị đa tỳ ca lan đa Dạ di nị dạ dạ na chỉ đa ca lệ ta bà ha tán Phật. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Bạch hào uyển chuyển, ngũ tu di. Cám mục trừng thanh, tứ đại hải. Quang trung hóa Phật, vô số ức. Hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. Cụ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chủng Bồ Tát Sám Thập Phương thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, cụ phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực, ngã kim đại quy y, sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện, chí tâm dụng hồi hướng, nguyện đồng niệm Phật dân, cảm ứng tùy thời hiện, lâm chung tây phương cảnh, phân minh tại mục tiền, kiến văn dài tinh đấng đồng sanh cực lạc quốc kiến phật liễu sanh tử như phật độ nhất thiết vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu thề nguyện độ chúng sanh tổng giai thành phật đạo hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng tình dữ vô tình đồng viên chủng trí nhất giả lễ kính chư phật nhị giả xương tán như lai tam giả quan tu cúng dường tứ giả sám hối hiệp hướng ngũ giả tùy hỷ công đức lục giả thỉnh nguyện pháp luân thất giả thỉnh phật trụ thế bát giả thường tùy phật học cụ giả hằng thuận chúng sanh thập giả phổ giai hồi hướng Phúc Kinh Phúc kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước, giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới như chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế giới thường hành, bồ thác đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát, vi bạn lữ, quyện dị thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật Đạo. Phục Nguyện A-di-đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn hiện tiền tăng tấn, bất thất tình nhân lâm mạng chung thời thân tâm chánh niệm thị thính phân minh diện phụng di đà giữ chư chánh thánh chúng thủ chấp kim đài lai nghìn tiếp ngã nhất xác na khoảnh sinh tại phật tiền cụ bồ tát đạo quảng độ chúng sanh đồng hành chủng trí nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô tây phương cực lạc thế giới liên trì hải hội phật bồ tát nhất thiết hiền thánh chúng chư thượng thiện nhân tam quy y từ quy y phật đương nguyện chúng sanh thể giai đại đạo phát vô lượng tâm tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ dư hải tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng chức thiết vốt ngại hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo